Hello, xin chào tất cả bạn, quay trở lại clip mới nhất mình. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì như đã thông báo trước thì hôm nay mình có một cái chuyến đi xuất phát từ Bến Tre đi Sài Gòn, Vũng Tàu nha anh em. Đó, giao lưu làm đẹp cá rồng. Thì ngày hôm nay sau một tuần kêu kèo thì mình đã chốt được 5 kèo các bạn. Nói chung là mình sẽ đi xử lý cho từng anh em trên tuyến đường Bến Tre đi Sài Gòn đi Vũng Tàu nha các bạn. Thì hôm nay 5 kèo là 4 kèo làm đẹp, một kèo là thả cá rồng cận nhà cho một anh trai ở Sài Gòn. Ok, các bạn theo dõi quá trình này của mình nha. Nói chung là hôm nay mình sửa chữa nhà với lại mở rộng các bạn, nên là hơi lu bu, thành ra là không có quay clip nhiều cho cá ăn này kia với lại cập nhật cá mới cho anh em. Nói chung cũng phải qua đợt này anh em, qua đợt này chắc tầm qua tháng sau mọi thứ ổn định các bạn, nhà cửa rồi mình sửa sang lại xong. Hôm nay mới xong cái dàn tiền chế các bạn, nói chung rất là cực. Mà thấy hôm nay mình đang thui không? Nói chung mới có từng 10 ngày để mà nói chung là lấy đồ, lấy đứng coi thợ rồi các bạn. Nắng tên ấy đang thui luôn. Ok, thì anh em thông cảm nha. Để qua từng mình mở rộng ra rồi mình cập nhật cá thêm. Nói chung sẽ có nhiều điều thú vị cho anh em sắp tới. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Hôm nay cũng khá là đơn giản các bạn. Mình sẽ giao lưu gặp quý chung anh trai Sài Gòn và 4 kèo làm đẹp. Xuất phát từ tuyến đường là Sài Gòn ra Vũng Tàu luôn đó. Nói chung là cố gắng là một tuần hoặc là hai tuần gì đó mình sẽ có một cái chuyến đi tới một địa phương nào đó để anh em có thể mà làm đẹp cá rồng ha. Ok, bên mình làm đẹp cá rồng là bảo hành khỏe mạnh 100%, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể cho anh em để mà anh em để mà con cá anh em thật đẹp và khỏe mạnh nhất. Ok, thì anh em có nhu cầu gì cứ liên hệ mình nha. Giờ thì mình xuất phát, các bạn theo dõi quá trình này của mình nha. Let's go. Hiện tại bây giờ là 5 giờ sáng nha bạn, 4 giờ 56 phút sáng, trời vẫn còn tối. Giờ mình xuất phát nha. Ok bạn, kèo đầu tiên mình sẽ thả cặp quyết long cho anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, thả cá tận nhà cho anh trai. Ok, kèo đầu tiên giao cặp quyết long Super Red Indo C2F6 Q8 cho anh trai. Ok, kèo đầu tiên mình sẽ thả cặp quyết long size 2X Indo Super Red bên mình ha. Thì mắt môi chuẩn chỉ, body đuôi càng, càng rất là dài luôn ha. Đuôi to, đuôi lửa nha. Đuôi bao đỏ cho anh em luôn. Phẩm chất ngay từ nhỏ là bao đẹp ha. Đó, mắt môi là chuẩn chỉ hết nha anh em. Ok, chung ảnh đặt thêm 1 kg quần lọc để xài các bạn. Rồi, đây quay vô cái dàn lọc của anh. Ok, thì các bạn thấy không, nói chung các bạn chỉ cần thiết kế cái lọc tràn đơn giản thôi, cho nước bắn lên cái lọc tràn, bắn lên bông lọc. Thì bông lọc này dơ á thì mình dục, còn bạn có thể giặt lại xài vài lần cũng được nếu tiết kiệm. Đó, đây 1 kg quần lọc ha. Ok, ký bông lọc tha hồ anh em xài ha, rất là nhiều nha anh em. Nói chung bông gòn mà không nhẹ nữa thôi. Bảo đảm thì mềm hơn anh em lấy từng miếng nhỏ ha. Ok, mình sẽ thả ra nha. Nói chung là hồ còn bay mù keo cho em dán lên đây. Dưới miệng dưới nước mà thì sao? Kèo đầu tiên, kèo thứ hai, lòng bò. Ok,
Ok, một cặp cách điều cá nha. Em nghĩ là nên ngăn miếng kiến ở giữa anh ơi, chứ hai con đá như lì thìa. Thì này hai con này là trung bày đó. Rồi lại kiểm tra cá đi anh trai ơi. Còn là đuôi lửa đuôi càng nha. Cá thả ra không nổi lưng con chuối, bơi tự nhiên khoan thai là bạn biết cá khỏe nha. Nước này á, quan trọng là lúc là làm hồ mới á, anh để khô hoàn toàn, nói chung là không còn mùi keo luôn anh mới vô nước. Đó là cái giai đoạn mà nếu mà hồ mới, còn hồ cũ thì không có lo vấn đề đó. Rồi ví dụ hồ mới đã khô keo xong thì anh chỉ cần cho nước sạch vô chạy một lần là bỏ hết nước đó, lại thêm một lần nước mới nữa là anh chạy cho bay hết cờ lo là thả cá vô tư. Nói chung khoảng 8 tiếng đến 12 tiếng là cờ lo nó bay sạch rồi. Vô tư 2 ngày là quá vô tư anh ha. Rồi cái nữa là ví dụ cái lọc tràn này anh đừng có cho mà xuống giọt mưa vậy. Nó không hay bằng là anh cho nó chạy theo cái tràn á. Tầng nó chạy từng tầng xuống tới đây nó sẽ hay hơn, tại cho nó giữ lại cái lượng cặn cho nó nhiều. Dạ rồi thì anh kiểm tra cá đi anh. Dạ hồi trước anh lấy em con gì ta biết hả, mà lúc đó nãy anh nói gì bị gì mà nó chết? Nghe nó hay hồ quá, nó hay nó lẫn nước giờ nó không có. À thay nước 100% cá sóc nước đất chứ cá em thì bao khỏe mạnh phải không? Nuôi lâu không? Nuôi trong bao lâu? Nuôi mấy tháng luôn rồi mà thay nước để sóc nước chết. Rồi ổn quá. Rồi thì hy vọng cặp này sẽ mang lại may mắn đầy lộc về khỏe mạnh cho anh ha, chụp tấm hình chung được không? Ok. Rồi thì em mang giao cho anh cặp huyết long này ha. Anh đã lấy cá bên em rồi, anh biết rồi. Giấy chip thì đầy đủ ha. Với lại bao khỏe mạnh cho anh chơi. Đó cặp này anh thấy không? Đuôi lửa đuôi càng rất là đẹp. Đâu thẳng đều phải không? Mắt môi chuẩn chỉ hết. Đó. Nó đáng là được, nhưng là tin tưởng nữa là ok. Ok, chụp tấm hình đây. Rồi, ok anh, vậy là dạ cảm ơn anh. Okay. Rồi chúc cặp cá này sẽ mang lại may mắn tài lộc. Niềm vui cho anh. Dạ. Okay. Rồi, kẹo đầu tiên là mixin cấp liệt mừng anh. Ok. Rồi anh cứ chơi ha, có gì thì cứ nói em. Quá đẹp, nói chung là cặp này nếu mà nó sống hòa thuận được thì anh nuôi cặp gì cũng đẹp nữa. Quay xét, quay cá đi. Quá đẹp. Đó, cặp này mà sống hòa thuận thì anh để nuôi cặp luôn. Nhưng mà cái cặp này là hồi nó sẽ đá đó sừng rồi bạn ơi. Tại cá rồng là bản chất là nó rất là dữ bạn thấy không? Thôi nó sừng lên đây chắc hồi anh ngăn miếng kiến nha, để nó cắn te tu hết. Rồi thôi xin phép anh rút em đi tới kẹo thứ hai. Nay đi ra tới Vũng Tàu rồi. Rồi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh. Hôm nay đi quãng đường rất là xa các bạn. Tới những cái kèo mà cách xa rất nhiều. Đó thành ra là cố gắng là xong kèo nào mình sẽ rút sớm mọi người. Rồi đây giờ hiện tại mình đang vẫn ở Sài Gòn nha. Tới kèo thứ hai làm đẹp một con bối cho anh trai này. Nói chung vô đường chợ rất là nhỏ, mình phải để xe ở ngoài đầu chợ và đi bộ vô các bạn. Nói thiệt chứ các bạn, làm con cá đã cực rồi mà di chuyển tới chỗ anh em làm nữa, nó là một cái cực khác nữa. Nói chung là không có nhiều đâu anh em ơi. Nhiều ông cứ nói báo lúa xong nói sao làm cao chứ vậy, mà không nghĩ tới đi cực khổ chứ phải đơn giản đâu. Nói chung thật sự kiếm không nhiều đâu anh em, cái này nói thiệt á, còn phải đền này chịu trách nhiệm tùm lum anh em ơi. Trời ơi. Ôi à. Quá độc lạ luôn. Đi thang máy mà. Ê. Đi quá. Ê. Ok. Máy vừa đi thang máy lên không ạ.
có cái hộp đầu nghề nha. Kỹ sư thiết kế giỏi lắm nè, thang máy quá dữ nè. Nãy đi là đi lên cái thang máy này. Đọc thiệt. Đó. Đi lên cái thang máy chứ. Ok, đánh kèo thứ hai nha. Nói chung đánh kèo này hơi đau tim xíu. Ok, giờ công bố trước mặt là sai khoảng 4 mấy ha. Giờ mình sẽ xử lý cho ảnh nha. Bị dư môi xe mắt. Sẽ mắt phải rất nặng ha. Nè, mắt phải cụp xuống luôn. Môi thì dư khoảng 2 cm. Mình xem con cá trước khi làm này. Rồi, đây là con cá trước khi mình xử lý nha bạn. Có nấm râu nhẹ hồi mình cạo cho ảnh luôn ha. Đó. Nè, có nấm râu nhẹ rồi nè. Rồi, mắt phải sẽ nặng, mắt trái cũng sẽ nhẹ thôi. Như là dư môi ha. Rồi. Ok, ảnh có một hồ cộng đồng nha. Quý thả chung ba ngân long mà quý không bị cắn là ok đó. Nói chung ngân long rất là hiền. Chỉ có quý cắn ngân long thôi. Đó, cộng đồng bạn nuôi phải từ số lượng vậy nè. Trong một không gian như vậy thì ít ra nó không cắn. Chứ nuôi mà hai con ở đá như thế này. Nói chung hạn chế nuôi quý với quý. Các bạn quý có thể người thả chung với ngân albino rồi ok. Ngoài ra anh có thêm tiên lốt. Trời cũng là 4 mấy. Lâu lắm á, lấy lại con tiên lốt. Mày chắc luôn. Ừ, chứ là được kèo cả thì em hồi cho để chơi đi anh ơi. Chứ thiệt với thiệt đây về em cũng có ra. Thì đó vậy hồi xưa, còn bây giờ anh biết quyết nó cũng giảm rồi. Cá vậy. Ba ngày sau anh. 3 ngày sau cho ăn bình thường. Được rồi, được rồi. Ok, bối màu rất tốt nha. Màu rất ok. Body sumo. Bối này phẩm chất cũng khá cao đó. Ok, sau khi mình cắt môi xong thì mình tiến hành mai nha bạn. Đó, gịch lại cho xét nha. Đó, ok. Gịch chặt nha. Rồi. Rồi, chặt luôn. Đúng rồi, lụm. Đó, nãy mình cạo cái nấm râu cho ảnh luôn nha bạn. Đó, coi đơn giản chứ không phải đơn giản ha. 4 gốc.
Okay, môi sát ha, nấm râu mình cạo luôn rồi ha. Rồi quan mỹ hoàn thành cái kèo này nha các bạn. Ok, bắt xem tấm liệt. Ok, ảnh nói chừng nào tỉnh. Các bạn nghĩ mình không tỉnh thì sao, ảnh bật thang máy cho mình xuống mà. Ok, đợi cá tỉnh nha bạn. Ok, anh trai này anh quậy cho mình một ly cà phê. Mà nói thiệt với bạn, uống vô mình bị sỉnh luôn bạn, say luôn. Chứ uống vô là cảm giác nó lồi hộp, nó lung lê tê luôn ơi. Ly cà phê quá đậm. Thôi giờ đất đúng rồi, nãy xuống nữa thì làm. Bây giờ làm chi phí. Còn ấy quay nó tỉnh luôn, nó vừa tỉnh luôn kìa. Ok, nói chung là đây tới chiều nó khỏe và nó bơi bình thường à. Còn 3 ngày sau anh phải cho anh ha. Rồi anh lại anh con cá cái đi em. Chụp tấm hình được chung rồi. Ăn được thôi, không cao. Rồi ok, bạn giao nha anh. Xong ha, anh đậy nắp hồ kỹ lưỡng nha. Rồi, mới xanh cống liệt nha bạn. Nói chung là các bạn nhìn con cá mà trước khi làm với sau khi làm thì xứng đáng để mình làm không bạn. Rồi, quay lại kỹ con cá cái nữa. Mình làm như vậy á, vẫn khỏe mạnh bình thường chứ không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe con cá nha bạn. Tại vì mình làm là mình bảo hành 100% trách nhiệm đó, bảo hành 100% khỏe mạnh cho anh em, nên anh em cứ yên tâm ha. Môi sát rẹt luôn nha anh em, môi mai rất kỹ nha, mắt sát luôn. Rồi hoàn thành kèo này nha anh em. Rồi rút lên cái kèo khác bạn ơi, nay ra tới Vũng Tàu nên phải tranh thủ bạn. Rồi thôi anh đi nha. Rồi tạm biệt cá, quay lên cá nha. Rồi đang đi thang máy xuống nha bạn. Bình thường đâu có gì đâu. Rồi xuống. Rồi. Bye bye anh nha, đừng quay mặt anh, đừng quay mặt anh. Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Ok bạn, quay qua ra đó em quay cái đó, nãy mình mới đi thang máy đi lên các bạn. Rồi thôi em đi à. Rồi, rồi. Ok. Ok, đến kèo thứ ba nha các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại lót ra mắt đường 3 tháng 2. Thì kèo này mình sẽ phẫu thuật hai bé, một bốt một quyết cho một anh trai ở tầng 15 lót ra mắt nha các bạn. Và đi lên thôi. Đi tới cửa thì mình chật nhớ bây giờ lên từ 15 thôi, mình đem thủ thêm cái bọc đi, lỡ có lũng bọc thì có bọc tha chứ mắc công đi lên đi xuống. Quay là lấy lên cái bọc nha bạn cho chắc cú. Cho em cái lùi dẻ nha. Để dưới
lại đang tầng 15 luôn, rất là cao luôn. Cái kiểm tra thôi. Cái phan view đẹp ha. Quá dữ. Cần thì làm có cái câu luôn. Có bướm. Đây là mối khuôn tí mình sẽ làm nữa thôi. Cái sẽ xử lý, sẽ mắc trong bối khuôn. Cái này là ánh sáng mặt trời luôn, rất đẹp ha, không bị tụt đầu luôn. Ok, môi khá nặng ha, môi rất là nặng, dư hơn con bói nãy mình mới làm ha. Con này cỡ size 40 không ạ? Cỡ 40, 42 nha. Đo từ đỉnh đầu cho tới cuối đuôi nha. Rồi đẹp, cái chỉ may rồi mình may qua dạ không, nếu mà uy tín là bao sọt là phải đúng sọt nha, lớn là 7 sọt vậy là không được á, con này giờ đâu phải sọt đâu xem mi. Ok, giờ may là chảnh nha. Anh nói là lấy hơn 1 năm về trước, lúc size 18 là 35 củ quyết sọt. Nói chung chỗ lớn lắm nha. Ngắn cái này là hết. Nói chung body semi ngắn ngắn chứ hết sọt. Con này bể rồi. Trước anh lấy con này là sọt nha bạn. 30 mấy củ. Mà bây giờ đâu còn nữa đâu. Này chỉ thành semi thôi bạn. 35 củ nha. Rồi ok, sẽ xử lý cái môi xong cho ảnh ha. Có cái khé nhìn rất là kỳ, mình mai vô lại nhìn con cá nó liền lạc.
Ok bạn, sau khi xử lý ha, nãy môi dư rất là nặng, giờ là hết dư ha bạn. Xét rạc luôn. Còn ha. Ok. Vài bữa chỉ rụng em bảo hành mà anh yên tâm. Xử lý môi xong chắc đẹp nha. Ba ngày sau cho ăn anh, đang tới chiều nó bơi bình thường. Ok, như các bạn đã thấy thì hệ thống lọc của ảnh đã bỏ hết vật liệu lọc ra, chỉ xài G-Mat với vòng lọc, với thêm cái lọc khay inox á, là mình bảo đảm bạn luôn, ảnh đang chơi cá dĩa luôn nè, nước bao tốt để chơi cá luôn, nên các bạn đừng có nghĩ là có vật liệu lọc nước mới trong nha, không phải đâu. Con này mình sẽ xẻ đuôi cho nó lại cho ngay, nó mọc nó bị ấy rồi, với là chỉnh xe mắt cho anh lấy mỡ nhẹ thôi là nó đẹp à. Con này không cần lấy mỡ anh, chung một con phun chất lượng ha. Các bạn nước cái phun tên, các bạn chạy nước sẵn vậy nè, nó bay cờ lo là chạy cá bao luôn, 8 tiếng là ok. Thank you.
nha các bạn, một con full rất là xịn, full từ đầu tới đích luôn, chất lượng ha. Này anh có phơm không anh trai? Có phơm. Có phơm hả? Đó. Phơm là mới, phơm là đem lên hồ chơi là mới đây hai tuổi năm rồi, nửa năm. Đó, một con full chất lượng nghe không? Wow, màu rất ok ha. Đúng quá, con này mà đuôi đẹp cái nữa đem chỉnh ra. Đấy, lúc mà mới dập á, anh xẻ vậy nè, là nó đều lại, nó không có bị nhăn rồi. Sao giờ anh xẻ ra, từ từ nó mọc lại anh thẳng à. Con cá rồng này rất hay tung và nhảy ra khỏi hồ, vì vậy các bạn phải để kỹ. Để nó nhảy ra ngoài thì cái đuôi nó sẽ bị cong và nó dập nang, nói chung là rất là xấu như trường hợp con này nha. Đúng là màu rất là tốt, chỉ uổng cái đuôi thôi. Giờ thì mình sẽ tỉa cái đuôi ra mỏng ra, cho nó mọc đều lại nha các bạn. Ok, con này thì sẽ khá nhẹ. Đó, mình chỉ lấy ít mỡ ra là hết sợi liền thôi bạn. Nó mọc lại nó sẽ đều thẳng vậy nè, chứ anh để vậy nó sụp hoài á. Con này mạnh ghê á. Rồi tụi em nó về hồi một con full rất đẹp. Ok các bạn, nói chung là một cặp quý cho anh trai ở tầng 15 nha các bạn. Đó, thì bạn xem con cá sau khi mình giải quyết ha, chiêu môi xẻ mắt. Rồi em quay sát con cá cho mọi người xem. Đó, sau khi mình xử lý thì mặt đứng thẳng ha. Chúng thì đây tới chiều là nó hết, nó sẽ bình thường lại. Nhưng mà 3 ngày sau anh thấy cho ăn giùm em. Dạ, không gấp gì hết, nó không sao đâu. Dạ. Thì hồi nãy con cá vô môi rất là nặng mà thấy không? Mình đã cắt môi cho ảnh ha. Mắt sệ, mặt đứng thẳng đều đẹp. Ok chưa? Rồi. Chắc. Ok, mất xanh không đẹp nha bạn. Ok, xong con quyết nha. Nói chung là bộ hồ ảnh chơi tới mức mà cá dĩa dưới lọc là bạn thấy cá dĩa rất là khỏe, cá dĩa rất là kỹ như nước nha. Hình như em có cái clip tóc là có ông nào ở Phú Quốc á, quốc vàng cá dĩa 1 đổi 2. Phú Quốc nào có lợi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ghê.
nó comment cái gì mà nói chung hóc thì con gà bự. Còn cái gì á? Cái đèn ở đó à? Còn cái gì nhập á là cái dây nó có đen, yeah. Nó có tiêu. Với cái gì ở Việt Nam làm là cái dòng nó đen. Cái đu cái này em thấy nó bóp cái thuốc gì vô cái dây trên á. Mấy con mà đen mà vô bóp thuốc á. Thuốc á, nó bơm lên cái nó làng lên từ từ xuống. Lấy ghế thì em quay cho nó lại. Dạ, dạ. Chung anh chơi là quá đẳng cấp thiệt. Vô nhà thấy sạch sẽ. Xe chung ảnh xài hồi cho bức tranh không nha mày, nhìn rất là mướt nha, rất là chi tiết luôn. Rồi qua đây con bói full của anh cực kỳ chất lượng mà full từ đầu tới đít luôn, và đầu cộm dày đặc luôn. Ok, kèo thứ ba mới sẽ có liệt nha anh em. Rồi thì tới kèo thứ tư thôi. Dạ, xin phép anh em đi nha anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chụp được tấm hình với anh không ạ? Dạ, cảm ơn anh chủ vui vẻ và nói chung là tặng mình mấy cái xứ nữa ạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, hy vọng là những con cá em làm sẽ khỏe mạnh và mang lại niềm vui cho anh. Anh nói gì đỏ về lót. Dạ, 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 em cảm ơn anh. Dạ. Này, anh cho mấy cái xứ nữa mà. Nói chung là anh bỏ hết mấy cái xứ xịn ra bạn. Tại vì anh đi theo trường phái giống mình là không xài giật lưu lọc. Thì anh em nào xài giật lưu lọc thì liên hệ mình nha, mình tặng lại cho. Nói chung xứ mới tanh là bạn, hồ gia bích tăng mà. Xứ mới luôn á, mới xài một tháng, mới 100%, nó nói không dính bụi luôn mà. Như cây xứ mới vậy. Đó, mới tinh nè anh em. Không dính một hạt bụi luôn. Rồi, cảm ơn trai có cái xe đẩy về luôn nè. Rồi mau khỏe cho anh chủ chơi. Chỉ thì chừng vài ngày nó tự xúc anh khỏi lo nha. Dạ dạ. Đường nào ta? Em luôn cả trắng. Thằng đồ tồn có dính không? Dạ dạ, em xúc em nhấn số 1 luôn. Dạ dạ. Ok, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị về luôn. Dạ. Ok bạn, từ tầng 15 đi về nha bạn. Ok, đến kèo số 4 nha bạn. Rất là tranh thủ luôn. Kèo này mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để còn chạy ra Vũng Tàu nữa bạn ơi. Hiện tại mà gần 1 giờ trưa rồi. Không biết nay mấy giờ về tới nhà đây. Rồi trước mặt các bạn một con quýt rất là lớn luôn. Chạy theo cầu luôn, bật đèn lên. Đẹp, nhưng mà nuôi mát tay. Cá bự đẹp quá. Chỉnh nhẹ cái đẹp, không nghĩ luôn. Ok các bạn, dòng con cá trước khi mình xử lý nha. Chạy mắt với dư môi. Nói chung là mình nhìn trong clip thì các bạn đang xem clip các bạn cũng thấy khoảng chừng 50 năm mấy à. Nhưng mà ở ngoài bự khủng lắm mà. Phải 6 mấy 70 đó. Bự lắm. Kinh khủng bự. Nói chung mình cũng coi clip mình cũng không ngờ. Ra ngoài mới thấy rõ. Ok. Giờ các bạn dòm nó trước khi mình làm nha. Dư môi rất là nặng ha. Nói chung đa số quýt là về lớn là kẹt, bị dư môi hết mọi người. Đó, đây là cái môi trước khi làm nha bạn. Dư ra khoảng 3-4 cm. Để đó thôi. Chứ thật sự không cắn nó mới là lên đẹp nhất. Đúng rồi. Nếu mà tốt chắc cao là cái nào thì gần gần thì rửa nó gạt lọc lại mấy cái kia chưa hết.
Trời, con quýt nó khủng quá, nó khủng quá. Ủa, bự thế nào không người? Trời ơi, con quýt nó khủng nè. Bàn tay mình là với hai bàn tay ha. Bự lắm. Trời ơi. Nè. Mình hai ngón tay cái nha. Này phải bốn ngón tay cái mà. Quá trời bự. Wow. Thôi, thôi. Nó bự. Quá trời bự luôn này. Làm ha. Dư mồi khoảng ra khoảng nhiều ạ. Răng nó bén lắm mà. Các bạn xem thì có thể thấy là đơn giản như cắt móng tay vậy đó, nhưng mà nói thật với bạn không phải đơn giản mà rọc ra cái da rồi cắt cái xương cho nó đều đâu, phải canh kỹ mỹ ha. Nói chung con này rất là bự, xương nó rất là cứng bạn ơi. Mấy con sai khủng vậy chứ làm cực lắm mà. Mấy con nhỏ nhỏ chứ làm nó nhẹ nhàng hơn, còn mấy con bự làm rất là cực. Ok, mình phải cắt cho thật đều nha bạn, nó mới đẹp được. Thật đều, thật xét nha. Đặc biệt là không ảnh hưởng tới da và râu là ok, hoàn mỹ. Đó là một cái ca phẫu thuật môi thành công. Còn chúng ta cắt mà để đứt râu đó, nhìn thì đơn giản nhưng mà nếu mà đứt râu một cái thôi như sao mà. Ừ, lúc về nhiều lắm mà con này trâu quá. Mới có cái mi dưới thôi bạn thấy một đống mỡ không? Con này nói thiệt với bạn là sai rất là khủng. Nó móc phải cho sạch, nếu mà không sạch thì nó sẽ đổi ra và sẽ lại thôi à. Nói thật với bạn cũng tùy cơ địa mỗi con nữa, làm cũng không chắc chắn 100% là nó hết sệ đâu đó, nên là phải cố gắng móc thật kỹ bạn. Và đặc biệt là phải cẩn thận để mà sợ là trúng vô cái mạch máu nữa. Nói chung là cố gắng không đâm vô mắt nha bạn, không làm chảy máu có mắt cá là ok, ca phẫu thuật thành công. Còn các bạn mà móc mà để cho nó đâm mù mắt thì coi như ca phẫu thuật thất bại nha bạn. Ok, xong một mí dưới thôi. Mà muốn làm cầm cá tao làm này thấy không? Mà muốn làm sao làm, ví dụ như thằng bên Indo nó cắt con Camino á, cắt nè nó vừa hai cái rảnh giống như khe gái của mình vậy. Trời ơi, làm ẩu á, làm kỳ cục. Mấy thằng mẫu là cắt mấy dưới lấy lúa liền á. Đúng rồi. Ừ. Mình phải cắt ngay góc vuông vậy nè, không là nó không có gì, cũng đâu có gì. Chỉ em chỉ hết trên mạng à, ai làm. Ôi, làm được mà, làm những được, nhưng mà lâu lâu làm cái phải làm chi. Anh em có người nào làm mà chứ anh làm này đau con cá mình cũng ăn nghiệp. Đúng rồi, tội. Tại chẳng qua giờ cái nghề mình vậy, nó làm cho đẹp thì nó cũng không ăn nghiệp đâu.
5 kg luôn. Phụ nữ còn đi làm thẩm mỹ. Quá trời luôn. Mà sao dòng huyết nó dễ xệ hơn dòng bối nữa không? Nói chung bối cũng xệ anh, nhưng mà dương môi là dương môi là huyết nhiều nhất. Cái bên bác có những con treo này nọ, hoặc là cắt bớt những cái gì mà căng của nó để cho nó đó. Nãy con cắt là những cái cọng dây chằng á. Đúng rồi đó, thường thường cắt nó phải cắt được cái cọng dây chằng đó đó. Nó khỏi kéo khỏi. Đúng rồi, nó không có trì lại thì nó không có xệ. Rồi xong, hoàn thành bác ơi. Có cái giải bên đây nè. Cái nào? Con đường ra đây. Nhỏ được không ta? Nhỏ cho mình đứng nè. Đây nè. Được đó. Nhỏ ra đúng không? Yeah. Chứ để hoài cái này nó mạnh rồi. Còn trên cái lưng này cần không? Trên lưng có một cái giải nữa. Được, nhỏ không làm luôn. Bắt kiểu gắt á. Đó, nhỏ cái giải mẻ cho bác luôn ha. Đó, đây nè. Còn trên này có cái giải mẻ nào? Này phải không? Đúng không? Nên nhỏ không? Nhỏ luôn, cho ra vậy mới chấp nhận xấu thời gian nha. Thì chấp nhận thôi, chứ được đời ai. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ mổ hai giải mẻ ha. Đó, rồi. Rồi. Còn cái mỏ vậy được đúng không? Mỏ thì bác coi được không? Ok, đẹp rồi. Rồi, đẹp ha bác. Rất dư môi được rồi, này mình mới dư môi quá, đúng không? Đó, mắt hàng, môi hàng. Đều mắt chưa? Đều, bao đều. Ôi. Tưởng mình mà. Cái sao mà yên tâm bác, con mày. Làm là con nói thiệt với bác thì... Mới gọi mày chứ, tinh lum la đi nhiều. Ok bạn, hoàn thành. Quá khủng luôn. Rồi, nó nặng. Nói chung nói hoàn hảo cũng được thì cũng chơi 90% đi bác ơi. Bao cái môi này về bữa nó dính da vô nữa bác, cái xương á là nó sẽ sát nữa ha, chứ không phải mới cắt vậy thì mình đọc có cái nhiều, da đây mà có nhiều người nói bác là bữa nào anh mổ đi anh cắt nó ngắn hơn chút xíu để từ từ nó ra dạ, nếu mà con cắt ngắn nữa cái râu nó đụng vô nè, xấu lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bác thấy rồi đó, giờ con làm gì bác thấy nguyên mẫu nguyên thủy, không có bị thay đổi gì, cái râu vẫn thẳng đều, không nói chung là bạn thấy không, cái râu nè mình làm xong là cái râu vẫn y xì cũ. Đúng rồi đó. Không, nó đều, nó không có bị đùng, nó cũng không bị cái ấy. Không bị kéo, biết không? Đúng rồi, không bị kéo đó, quan trọng cái đó á. Chứ làm mà cái râu bị kéo thì thôi như thư thì... Cắt thì đừng gác phải đều, không đều, xếp vô nó bị kéo hơn. Thì đúng rồi nè, bác thấy ngay giữa không? Nghe tâm. Nói chung nhiều khi cũng có thể là lệch da, thì mình bằng cái cách mình cũng cố gắng cho nó cố định là được. Miễn nó cố định là nó mọc lại hết rồi. Các bạn thấy không? Râu mình làm xong là thẳng đều ha, môi rất sát, thấy không? Hồi nãy dư ra khoảng 3 cm. Bây giờ là sát rạc rồi bác. Thì vài bữa cái da này nó sẽ dính lại với phần xương là nó đều, nó sát hết luôn, yên tâm nha. Đó, còn về mắt ha, đó, ok chưa? Mắt thì móc hết mở rồi, đâu có gì khó. Vài bữa thì nó sẽ ok lại. Rồi rồi em nói tỉnh lại nha. Ok bạn, hiện tại gần 2 giờ chiều rồi thì mình tranh thủ mình rút nha, chạy ra Vũng Tàu. Hồi em nó tỉnh là mình xin cái clip bác sao hả bạn, tranh thủ rút bạn ơi, không biết nay mấy giờ về nữa trời ơi. Giờ còn Sài Gòn bạn, 2 giờ chiều rồi, 2 mấy chiều rồi. Let's go. Ok bạn, gần 5 giờ chiều mình mới ra tới Vũng Tàu bạn ơi, quá trễ luôn. Vậy là các bạn xác định ngày hôm nay mình khoảng 11 giờ đêm, 12 đêm mình mới về tới nhà nè. Quá xa luôn bạn ơi. Rồi, kèo cuối cùng của ngày hôm nay. Nói chung mấy kèo mà chúc miệng là mình không nhận nha bạn. Cũng còn 1-2 kèo là chúc miệng không chịu chuyển lúa cho mình thì mình không có sắp xếp lại được đâu. Chỉ chuyển lúa thì mình mới sắp xếp lại nha. Nói chung là mình thì uy tín nên em yên tâm. Nhưng mà mình không có chơi chúc miệng anh em. Đúng ra hôm nay 7 kèo là, nhưng mà có 2 kèo là không có chuyển lúa cho mình. Nên là mình không có sắp xếp lịch để tới được, anh em thông cảm nha. Tại vì là mình cũng bị mấy lần anh em nói miệng không lại alo lâu lắc, với lại người ta không có nhiệt tình được. Tại vì cái gì chắc cứu mình mới sắp xếp mình ghé. Còn này anh em cứ nói miệng không tới, chạy bỏ công sức biết bao nhiêu chạy tới, cái anh em nói là điện không được nữa. Nên là rất phiền, anh em thông cảm giúp mình. Không phải mình không tin tưởng anh em, nhưng mà anh em cũng hãy tin mình dùm cái là mình sẽ chắc chắn, nếu anh em chuyển lúa là mình sắp xếp lịch là mình chắc chắn ghé. Đó, như năm kèo này nè, chốt lịch chốt lúa đàng hoàng là mình sắp xếp mình ghé, dù trễ dù thế nào mình cũng vẫn ghé anh em. Ok bạn, nay kèo 4, kèo 5, 2 kèo cuối cùng là nhận làm 2 con quyết. Cứ nghĩ nó rất là nhỏ nhưng mà tới tận nơi thì rất là bự bạn ơi. Nói chung trong clip bạn không thấy được cái độ bự của nó đâu, mà thật sự nó bự kinh khủng bạn ơi. Ok,
Kèo này mình ra tới tận Vũng Tàu để làm cho anh trai này nha. Đó, sệ mắt dư môi, lại là combo như vậy thôi. Nói chung cá rồng thì nó chỉ bị lỗi gì thôi bạn. À có nấm râu nữa, tí mình sẽ cạo giùm ảnh luôn. Rồi vừa thả cái bọc vô ngân long bay lại táp tay mình bạn. Ok, các bạn xem kỹ con cá trước khi mình xử lý nha. Con này bản dày body sumo semi rất là đẹp luôn, càng siêu dày luôn. Sệ hai mắt, dư môi. Đó, bạn coi kỹ cá trước khi mình xử lý ha. Mắt cụp xuống nha. Môi dư ra. Rồi vô bọc em trai. Con này mấy con mà gù gù với bản dày á, nó lại rất là dạng mà bắt rất là dễ. Mấy con dày đòn thì nó lại tung, nó khỏe. Mắt môi em này nha các bạn, môi dư. Con này như có ai bấm rồi không anh? Ai bấm đâu? Sao nó méo méo kỳ á? Đâu? Nè anh, là anh coi em chỉ nha. Nè lại đây, anh qua đây nè, qua đây em coi, không quay trúng anh. Nè anh thấy không? Nó bị lệch. Anh vừa ba, cho nó không vài rồi, cho nó phỏng luôn, nó lệch mèo. Gì phỏng hả? Nó gì nó phỏng phải không? Phỏng gì lắm, nó phỏng gì lắm. Thì nè em nói trước cái này nó hơi lệch xíu nha. À, bản thân nó vậy nha, chứ không phải mà em mấy vì em cắt ráng cố gắng em bò sát chứ cho anh ha. Chứ cái này nó lệch sẵn nha. Vì anh em mình nói trước với em nè, có cục nấm đâu em cạo trước cho anh. Rồi rồi. Bạn nó bạch về nó bảo nó nhảy trong cái 57 này. Dạ. Nó bỏ đúng. Con này cũng hoài dữ ạ. Thì anh nuôi 30 năm nay rồi sao ai đúng không cắt. À, không là em lúc đầu em thấy xé em tưởng cắt rồi ai phỏng không cả một năm đầu trước có cần bỏ thuốc gì không? Không anh, như vậy từ cái đầu nó băng nhá. Dạ. Nó băng trong nó băng cũng được thì nó khỏe được. Dạ được mày ok thôi. Cầm dao phẫu thuật mà lia vô cái môi á, các bạn từ từ thôi, cố kìm cái lực lại, giữ cho nó đứng thẳng cái mũi dao. Các bạn đừng đẩy mạnh tới phía trước, mà hãy nhích nhích từ từ giống mình vậy đó. Bạn đẩy mạnh một cái lướt cái dèo lên cái đứt hai con râu rồi vui luôn hen. Đó bạn thấy không, tại vì dao phẫu thuật rất là bén. Cái da nó dai nhưng mà nó đi được là nó đi luôn một đường rất là nhanh. Nên thành ra các bạn phải cẩn thận, hết sức cẩn thận có thể. Nói chung làm thì chỉ cẩn thận là được thôi, chứ làm nhanh, cố gắng nhanh tay, đừng lâu quá ha. Nói chung là chúng ta tách được cái phần da với phần xương hàm ở dưới là chúng ta có thể cắt môi. Tới lúc đó như cắt móng tay móng chân thôi, gò cho đều là được. Nói chung cũng đơn giản lắm mọi người. Vẫn có tỷ lệ rủi ro xảy ra nha. Khi mình cầm con cá các bạn mình làm thì chắc chắn phải có rủi ro xảy ra rồi. Không ai dám nói 100% thành công đâu. Đó là như vậy. Bởi vì khi mình nhận là mình phải lấy lúa bạn. Với lại mình đi từ Bến Tre ra Vũng Tàu, nó thiệt nhiều khi cái lúa chỉ là đủ xăng cộ thôi bạn. Với khoảng thời gian mình đi chưa đủ bỏ công nữa. Tại gom được mấy kèo mình mới đi, chứ thật sự làm một kèo cho anh em không có được bao nhiêu đâu anh em. Nhiều anh em cứ nghĩ là lấy được cái số lúa đó của anh em nhiều, cắt vài cái là được nhiều lúa, nhưng không phải đâu anh em. Phải gom nhiều kèo đi mới có lúa ha. Lỡ xui xui dính một kèo thôi là nhiều khi đi ngày hôm đó phải móc túi ra đành đủ luôn. Ra tới Vũng Tàu thì mình đã hết say cà phê rồi mà. Bó tay luôn, thiệt bị ly cà phê sáng tới giờ. Đó, phải tách được cái phần da mà, nó chảy máu chút xíu không sao đâu. Đó, da với phần xương tách ra hoàn toàn mình mới làm được nha. Hết sức cẩn thận từ từ, cái giai đoạn này giai đoạn quan trọng nhất khi mà mình làm môi. Tách không được phần da ra vô phương mà cắt được môi ha. Quá trình cắt xương môi thì mình cứ gò cho đều với môi trên là ok ha, đơn giản thôi. Mình chỉ hết cho anh em làm được, cứ móc ra làm ở nhà, đỡ kêu mình. Rồi,
sau khi mà làm xong thì chúng ta cắt cái phần da dư bớt rồi may lại thôi bạn. Đó, như bên Indo thì nó bỏ luôn, nó không may bạn, để cho một có một cái khía chơi vậy đó. Nhìn nó thiệt giống khe đất giả man. Còn bên mình thì mình may lại cho dính ha, cho đẹp. Anh em cứ yên tâm là mình sẽ móc sạch nhất có thể cho anh em, tại vì móc không sạch thì tỷ lệ bị lại rất là cao nha, tại vì còn một cục mỡ thôi nó cũng đẩy ra nữa bạn, nên là phải cố gắng móc cho sạch. Nói chung cái việc làm này nó đơn giản mà nguy hiểm rủi ro đây rất có rất là cao, tại vì chọt cái mũi vô mà nó đâm vô mắt thì nó sẽ làm con mắt nó bị tổn thương, có thể dẫn tới đu mù, rồi mình phải đền ta đó. Nói chung anh em cứ nhiều khi cứ nghĩ đơn giản chọt mấy cái kéo lấy lúa, anh em cứ làm ở nhà tự mình làm, tại vì mình chỉ hết anh em, thật sự là mình không có giấu gì hết đó, quá trình làm mình chỉ hết. Mấy cái chỗ ở sâu anh em lấy cái gấp á, gấp mà mỏ bằng á, đừng có lấy gấp mỏ nhọn, mình móc vô cho sâu mình lấy ra đó, bạn thấy không, còn nhiều lắm. Nhiều khi anh em móc như vậy rồi anh em thấy là đã hết phải không, chưa đâu, vẫn còn đó anh em thấy không, còn nguyên một cục bự trong đó. Nhiều khi anh em không để ý, anh em để cho còn một cái cục bự trong đó, nó sẽ đẩy ra lại ha anh em. Đó anh em thấy không, ý là mình đã móc hết rồi đó mà vẫn còn, thấy chưa. Đó anh em thấy không, nhiều khi anh em nghĩ tới đây móc vậy là sạch rồi phải không nè, chuẩn bị ra cục nữa nè, hoành tráng trên coi nè. Đấy, vậy đó anh em thấy không, vẫn còn một cái cục rất là bự đó, phải móc cho sạch anh em. Nhiều khi nói thiệt với anh em làm mà bị lại mình cũng do là còn một cục như vậy mình sót, nhưng mà anh em cũng thông cảm, đôi khi nó lẫn ở trong đó. Móc rất là lâu nó mới ra anh em, phải làm cũng hết sức là rủi ro nhiều lắm, nên là cái tỷ lệ lại bị lại vẫn có nha anh em, không thể nào nói dám nói 100% đâu anh em, nhưng mà mình cũng phải cố gắng làm tốt nhất có thể anh em. Phẫu thuật cho người còn có tỷ lệ thất bại, nó chỉ làm con cá anh em. Ok, con này mình cam kết luôn, mình móc tự tin luôn, móc sạch sẽ luôn, cam kết con này là giống như con nhà mình luôn nè, yên tâm nha anh em. Nói chung thì làm nhiều thì nó quen tay và có kinh nghiệm thôi, từ từ nó sẽ tốt hơn, mình làm đẹp hơn đó anh em, mình học hỏi liên tục mà đúng không. Ok, tiếp con mắt tiếp theo nha. Cái nói khum người móc từ sáng đến giờ nó đã đau cái lưng luôn anh em, rồi móc rất là kỹ nha anh em. Con này mình làm hơn nửa tiếng xíu, rất là lâu hen, tại vì mỡ quá nhiều, bạn thấy nguyên một thao mỡ không, không hai con mắt là ra một đống mỡ luôn. Ok, cuối cùng cũng đã hoàn thiện cho anh trai từ môi cho tới mắt. Ừ, rất là ok, đẹp liền ha. Đó bạn thấy không, bao đẹp cho anh em nha, mặt đứng thẳng. Okay, chưa? Đây là kiểu số 5 okay. Anh em nói chung môi, môi sắc đẹp nha, nó không có khuyết kìa, chờ cắt môi hơi nào. Xéo thiếu giờ do cái môi nó bản chất từ đầu là như vậy nha. Okay, rồi. Gò lắm rồi anh em ơi. Rồi mít xanh khấm liệt, mít xanh khấm liệt cái em nói gì lại không. Ok, kèo Vũng Tàu xong nha bạn.
quá. Dạ, vô rồi mời chú. Rồi, làm xong nghe, xử lý xong cho chú nghe, bàn giao cho chú. Chú kiểm tra mắt môi cái đi, cho nên em nó mới tỉnh. Ok, ok, chú kiểm tra cái nha. Yên tâm, là bao khỏe đâu có gì đâu sợ. Dạ, chú mắt là hai mắt khách sệ ha. Rồi, yên tâm, làm này không nổi lưng không chú luôn nè. Con bàn giao con gái sau khi xử lý xong cho chú ha, ngoài Mỹ ha, thì nói chung là bên con sẽ bảo hành khỏe mạnh 100% cho chú, có nghĩa là bảo hành mắt đuôi nè, nói chung là khỏe mạnh, hồi phục lại bình thường thôi. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú đã tình tưởng con. Dạ. À, trong bên giỏi ha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Rồi, vậy không xin phép về ha. Dễ quá chú ơi. Em giờ năm kèo rồi. Trời ơi. Chú tặng mình quá trời mật luôn ơi. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ, xin phép chú. Cái gì năm kèo đủ quá. Ngon rồi, nó kèo ngon rồi. Rồi, cảm ơn chú nha. Về. Rồi cá mình bảo hành khỏe bạn ơi, nói chung mới làm xong có khoảng 15-20 phút thôi. Nói chung khoảng 3 tiếng sau chú sẽ thấy nó bình thường lại. Đại kỹ nha chú. Rồi ok. Rồi con rút nha chú. Rồi. Ok, đây là clip chú gửi lại cho mình vào ngày hôm sau nha bạn. Mới có một ngày thôi mà em nó đã sung và cắn lại con albino rồi. Thì nói chung làm xong 3 tiếng sau là nó khỏe lại bạn ơi. Con nào sung thì nó nhanh hết nữa, mình ăn lại uống lại bình thường. Mắt đứng hết nha các bạn. Mới làm thì con mắt nó thụt vô là chuyện hoàn toàn là bình thường nha bạn. Cái mỡ mình lấy ra hết rồi thì hốc mắt nó trống, thì mắt nó đều lại đứng lên, nó không có bị mỡ đẩy ra nữa. Từ từ cái mắt nó sẽ đầy đặn lại nha bạn. Đó. Ok, môi thì sát rạc ha. Môi thì mình cắt sát cho chú luôn ha. Đó. Cái môi bên phải là bị hở sẵn nha bạn, chứ không phải là mình cắt xéo nha. Rồi ok.